Rất là cảm ơn quý vị giữa làn sóng của Việt Radio và quý vị đang theo dõi trên hệ thống Internet toàn cầu, các live stream của chúng tôi ở Facebook cũng như là YouTube. Quay trở lại với chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay, bàn về việc là cuộc tuyệt thực phản đối Formosa sắp tới đây, cùng với những vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, đó là nhà báo Triều Trang cũng như là chú Minh và nhà báo Nguyễn Chính Kết. Thì chúng tôi cũng sẽ có tiếp những cái câu hỏi tiếp theo về cái vấn đề tuyệt thực. Thưa chú, vậy thì chú có kỳ này hai chú có ai đi tuyệt thực không, tham gia không? Chú là 80 mấy tuổi rồi, tuyệt thực chắc hết nổi. Có có luôn. Chào chú Minh chút xíu. Nhưng mà chú rất là khỏe mạnh, chú tính là tuyệt thực có thể là một ngày hoặc là nhiều ngày thì không, chú thực tuyệt thực thực thì không có sợ đâu, không sợ hả? Không sợ, nhưng mà điều hiện tại mà giờ mùa này dễ dị ứng, ra ngoài mà trời lâu rồi không biết nó thế nào. Dạ đúng chứ rồi, còn thật chưa già nhìn nó dễ chứ không khó đâu. Dạ, còn chú Kết thì sao? Tôi thì tôi đã từng nhịn ăn để chữa bệnh. Thực ra có lần tôi đã nhịn tới 21 ngày chỉ có uống nước lạnh vậy thôi, nhưng mà chữa khỏi cái bệnh đau dạ dày. Wow. Thực ra là bây giờ vấn đề tuyệt thực đối với tôi là cái chuyện khi mà tuyệt thực thì tôi vẫn là có thể làm việc được như thường. Ít nhất là vài ba ngày. Tự mình phải đi theo chú Kết để mà học tập về cái vấn đề này, vừa chữa bệnh chứ có nhiều khi tụi mình đói cái làm việc không được. Nhưng mà trở lại với cái chương trình đó, thì chú thấy là rõ ràng cái sự tranh đấu cho Formosa nó dần dần nó lan rộng. Nghĩa là trước đây thì là những người trong cuộc, những người trong nước thì vì cái quyền lợi của chính cái cuộc sống của chính họ thì họ đấu tranh. Nhưng mà rồi sẽ tới hải ngoại đấu tranh, và bây giờ thì chúng ta thấy nó cũng lan trên toàn thế giới rồi. Thì chú có nhận xét như thế nào? Vâng, tôi thấy đã là một con người đó, khi mà thấy người khác hoạn nạn đó, thì chúng ta phải theo cái tinh thần yêu thương nhân ái đó, thì chúng ta cũng phải hành động, phải có một cái gì đó. Tôi đối với những cái người nạn nhân Formosa đó, thì nhiều khi tôi tự hỏi là nếu mà trong số những cái người nạn nhân đó có giả sử như có cha mẹ của mình, có anh em của mình, có bạn bè của mình, hay là có những người thân của mình, thế thì mình làm sao? Chả lẽ mình thấy họ như vậy mà mình không làm gì cả sao? Và nhiều khi tôi cũng tự hỏi là tại sao những người đấy lại là người khác chứ không phải là những cái người thân yêu của mình. Rồi một cái khác nữa, đó là tôi là một cái người có tôn giáo, người Công giáo. Tôi nghĩ tới cái dụ ngôn của Chúa Giêsu nói về cái ngày phán xét đó, thì cái ông vua nói là nói với những cái người mà được chúc phúc là khi mà ta đói các ngươi đã cho ta ăn, các con đã cho ta uống, vân vân. Thế thì mấy cái người kia hỏi là con đâu có thấy Chúa bị đói hay là bị khát nữa, hay là, thì Chúa nói là chính những cái khi mà các con làm những cái điều đó cho họ, cho những cái người bé nhỏ nhất, những cái người hoạn nạn nhất, tức là làm cho chính ta. Thành thử ra với một cái ý thức như vậy đó, thì tôi nghĩ là mình phải hành động với tư cách là một cái người có tôn giáo, một cái người Kitô hữu. Chúng ta phải có hành động thực tế, chứ nhiều khi chúng ta nói rằng chúng ta theo đạo, chúng ta ngoan đạo, nhưng mà trong thực tế chúng ta không có biểu lộ cái tình yêu thương của mình ra đối với những cái người đau khổ, thì tôi nghĩ là chúng ta chỉ giữ đạo một cách gọi là hình thức, không có thực tế. Yeah. Tức là hữu danh vô thực. Dạ. Yeah. Yeah, vâng. Cảm ơn chú Kết. Chúng tôi muốn quay trở lại với nhà báo Triều Giang về cái vấn đề tổ chức cho cái buổi tuyệt thực sắp tới đây. Như là đã biết thì này cái là cái ngày
31 tháng 10 là ngày Halloween, nó dễ nhớ quá ha. À, nhưng mà từ Houston mà đi tới ngay chỗ đó, đó là Point Comfort, hình như là cũng phải 2 tiếng lái xe thì phải. À, và đây là cái ngày thứ 3, cái ngày làm việc. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì cho đến cái cuộc vận động tuyệt thực của chúng ta hay không, chị Triều Giang? Tường Minh và quý vị khán thính giả, thì cái ngày mà mình nói là đúng ngày Halloween thì nó có cái hay là ảm nhớ được phải không ạ? Dễ nhớ. Nhưng mà cái khó khăn đấy là đó là ngày làm việc. Thành ra giới trẻ nếu mà không có làm việc ở nhà hay là cái giờ làm việc nó tương đối dễ dàng đó, thì khó mà có thể bỏ một ngày làm việc để mà đi tranh đấu cho đồng bào mình. Cũng đáng lắm đó, nhưng mà công việc bây giờ chị Giang cũng hiểu là nhất là những người mang cái trách nhiệm ở cái sở làm thì cũng không có đóng góp được, nhưng mà họ cũng có thể đóng góp được bằng trên internet, tức là họ vào cái website của hội và họ ghi danh vào đó, họ sẽ người ta gọi là on-site mà online đó. Đó thì quý vị ghi vào đó là tôi Nguyễn Văn A, tôi sẽ tuyệt thực một ngày để ủng hộ cái công cuộc đấu tranh này. Và cho một số information, ví dụ quý vị nếu không muốn cho số phone thì cũng sao, có email thì tốt. Đó thưa quý vị, nhìn trên đó thì đây ghi danh tuyệt thực thì chúng ta thấy đó, có tên này, rồi email này, số điện thoại nếu quý vị cần để dưới, nếu quý vị muốn cho, quý vị không muốn cho cũng sao ạ. Thì và chúng ta có cái phần ở dưới là mình sẽ làm gì để ủng hộ. Thành ra nó cũng rất là dễ dàng. Quý vị lên cái website với cái tên là www.4, là tức là con số 4, 4 rồi đó, đang ở trên màn đó, con số 4, sau đó thì IMFA, tức là infa.org, thì nó nhảy lên. Quý vị đang thấy ở trên màn hình đó là cái flyer, và quý vị nhìn thấy góc dưới bên tay phải đó, quý vị thấy có cái dấu gọi là QR ở đây đó, thì lấy cái máy hình của mình đó, theo quý vị chụp hình đó một cái thì tất cả mọi thứ ở trên cái website đó nó sẽ lên màn hình của cái phone của mình. Do đó mà cũng quý vị mà không có ngồi trước computer nhiều đó, thì quý vị có thể chụp cái hình đó để mà có tất cả những cái chi tiết ở trên cái website. Thì một lần nữa chị Giang cũng muốn nói ở đây đó là quý vị có thể ghi danh để đi tuyệt thực tại chỗ, và hội đã cùng với cộng đồng mướn một cái chiếc xe bus sẽ đậu ở chỗ parking của Hồng Kông ấy, chợ Hồng Kông, vào lúc 9 giờ sáng. Thì tụ tập ở đó, khi mà đủ đủ người rồi đó thì sẽ chắc cũng chỉ chừng 15-20 phút sau 9 giờ thì xe bắt đầu khởi hành, sẽ đi xuống dưới đó, xuống Point Comfort thì cũng hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó thì cũng tương đối sớm, 9 giờ thì đến đâu khoảng 12 giờ, có một chút thì giờ đó thì cũng có thể chở quý vị ra cái vịnh Lavaca rất là đẹp ở đó để mà hưởng cái gió biển cũng như là mình đi cái dã ngoại đó. Sau đó thì một giờ sẽ chở ra cái địa điểm biểu tình. Và cái địa điểm biểu tình đó thì chúng ta sẽ có, ở đó sẽ có một cái xe truck của bà Diane Wilson và có những cái banner, những biểu ngữ. Và hôm đó lại đúng là ngày Halloween một lần nữa, thì có yêu cầu là nếu có thể được thì quý vị mặc đồ đen. Và hội cũng như tổ chức sẽ có những cái hình như là xương cá, con chim chết thì đã để chúng ta dán ở phía trước này và phía sau này, để có ý nghĩa là Formosa đã giết những cái sinh vật ở trong biển. Và ngày hôm nay đó là ngày Halloween, thì những cái sinh vật đó, những cái bộ xương đó nó trở lại để đòi cái công lý của Formosa, cũng như là cái biểu tượng là những người dân chúng ta, đồng bào chúng ta, những người bị ảnh hưởng đó đang kêu gọi đòi cái công lý đó. Mà thưa quý vị, thì một lần nữa chị Giang cũng không muốn nói nhiều nữa, nhưng mà cũng phải nhắc là cái nạn nhân của công ty Formosa không chỉ riêng ở Việt Nam, ở ngay ở Hoa Kỳ này và ngay ở Taiwan, tức là Đài Loan, là sức khỏe của họ cũng làm nát bét cái môi trường của nhiều vùng.
Và thưa quý vị, cả thế giới mà đang đóng góp với mình, không phải là chỉ riêng mình, là bởi vì họ nhìn thấy cái của mình. Thứ nhất là đau thương quá, không những là mất, bị thiệt hại mà là còn bị đánh đập, bị trù đập, bỏ tù hết thành thể chế. Nạn nhân ở Việt Nam á, so với những nạn nhân khác gọi là khổ sở nhất, khốn khổ nhất. Cái điều khốn khổ nhất là họ không nói được tiếng nói của mình. Mà khi họ có tiếng nói thì bị, họ bị trù dập như thế nào. Do đó mà cái lòng xót thương của những cái người mà quan tâm đến vấn đề môi trường và nhân quyền, họ rất là thương cái nạn nhân của chúng ta. Vì thế chúng ta thấy là ngay những cái 4 năm mà đi biểu tình, các quý vị thấy là chúng ta có những gương mặt rất là thân quen trong cộng đồng chúng ta, nhưng mà cũng có những cái gương mặt lẫn cùng với những người ngoại quốc cùng với chúng ta nói lên tiếng nói. Do đó mà chị Giang rất là mong mỏi. Một lần nữa chị Giang muốn nói là quý vị có thể tham gia bằng hai cách. Thứ nhất là đi xe bus cùng với hội từ Houston đến Point Comfort và tập trung vào lúc 9 giờ sáng tại parking của Hồng Kông, của chợ Hồng Kông, để được đưa đi và đưa về. Hoặc nếu quý vị nào mà có thể có xe mà muốn đi một mình cho nó thoải mái đó, thì quý vị có thể đi về cái địa chỉ của cái nhà máy đó là 201 Formosa Drive, Point Comfort, Texas. Chị đang nhắc lại một lần nữa, cái địa chỉ đó là 201 Formosa Drive, Point Comfort, Texas. Thì quý vị có thể đến thẳng đó và đến bảo vệ cái giờ đó. Chúng ta cũng muốn nhắc lại để cho cái chuyến đi nó một chút thú vị đó, là hội sẽ đưa quý vị đến cái vịnh Lavaca để mà hưởng cái gió. Thì trên đường xe đi cũng có sắp xếp, chị Tuyết Hồng cũng có sắp xếp một số những thức ăn, nước uống để đi và về, để quý đồng hương không có phải đói. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta tuyệt thực, chứ không phải là chúng ta phải tuyệt thực trong ngày đó, mà chúng ta đi trên ngày đi thì nó hơi vất vả, tuyệt thực như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì quý vị đến đó nhưng mà mình không muốn là đi ra khỏi ăn ở trong cái xe bus, thì mình ăn ở bên ngoài trên nó cũng không hay. Nhưng mà khi chúng ta về rồi, nhưng mà chúng ta hứa một ngày thì cũng như là kỹ sư Lê Phát Minh đứng lại giáo sư Nguyễn Chí Kết, cái vấn đề mình nhịn ăn một hai ngày cũng không phải là cái gì nó quá sức, nhưng mà nếu ai bị bệnh ấy thì mà nó ảnh hưởng thì chúng ta cũng không dám nói đến cái chuyện mời quý vị tham gia. Nhưng mà quý vị có thể lên website và nói rằng chúng tôi ủng hộ. Thưa anh Minh, vậy thì anh có thể lên website để ghi và nhờ anh quảng bá với thân hữu để lên website để ghi, bởi vì cho hôm đó thì gió máy anh sợ đường xa ướt mưa đó, thì có thể lên cái website www.4mfa.org để mà cũng hăng xoay với ban tổ chức. Cứ vì như thế để chữ virtually đó, virtually tức là lên trên online. Giáo sư Nguyễn Chính Kết thì rất là cảm ơn giáo sư là đã ghi danh để được ở đó. Thì thấy rằng cái person, thấy đó cái chữ in person là đến cái địa chỉ mà nhà máy đó, thì thưa quý vị, cái điều đó rất là quan trọng và rất là tốt. Nếu chúng ta có thể có mặt hôm đó, ít nhất là có hy vọng là Việt TV anh Lân Ngô sẽ cho phóng viên đi đến thu hình và làm phóng sự. Nhưng mà chị đang biết là có báo chí và truyền hình của Mỹ, cũng như là có chính cái cơ quan mà đã phát cái giải Nobel môi trường đó, họ có mặt, bởi vì có tới 2 người của họ lãnh giải mà có mặt ở đây. Thành vì họ nói rằng họ cảm thấy rằng họ muốn được ủng hộ những cái người mà đã từng nhận cái giải của họ, nên họ sẽ có mặt quay và họ sẽ làm những cái clip ngắn để mà đưa lên cái website của họ để mà phát tán cái chương trình này, cái công việc đấu tranh này. Do đó mà tôi bị nếu mà không có đồng bào chúng ta thì thời gian cũng buồn lắm, mà trông cũng hơi kỳ. Là bởi vì mình nghĩa là đồng bào của mình mà người ta khắp nơi người ta đến, người ta ủng hộ, mà những người chúng ta không có đông đó, thì cũng rất là ái ngại. Vì thế nên là quý vị một lần nữa, nếu quý vị muốn ghi danh để có thể tham dự, thì xin quý vị có thể gọi cho Triều Giang 512-844-9417. Một lần nữa, 512-844-9417.
9417 mà chị Giang cũng một lần nữa tha thiết kêu gọi quý vị hưởng ứng. Mà cái ngày hôm đó thì chúng ta sẽ có một tiếng hồ dã ngoại ở cái vùng biển rất là dễ thương đó. Chúng ta cũng có một cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở Palacios thì cũng không có xa đó bao nhiêu, thì chị Giang đã liên lạc với cha xứ với một số những quý vị ở dưới đó để kêu gọi họ có thể đến cùng với chúng ta để mà có con số đông đảo cũng như là nói lên cái sự tranh đấu, cái sự đòi hỏi chính đáng của người dân của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi cái công ty Formosa này. Thưa Tiền Linh, quý vị và quý vị khán thính giả của đài. Dạ vâng. Khi mà chúng ta tổ chức thì ai cũng mong muốn sẽ có một cái số người hưởng ứng đông đảo để mình gọi là biểu dương lực lượng hả? Chứ mình đi thưa thớt quá thì nhiều khi thấy cái sức mạnh của mình nó hơi yếu ớt. Mình đi càng đông thì cái sức mạnh của cộng đồng mình nó càng lớn và tiếng nói mình nó sẽ có gọi là có ký hơn, có trọng lượng hơn. Tuy nhiên thì không biết là khi mà vận động cái này chị Triệu Giang cũng như là ban tổ chức có mong ước cái điều gì thông qua cái cuộc tuyệt thực lần này? Thì chị Giang xin trả lời trước là cái mong ước của mình á vẫn là gọi là cuối cùng nó cũng là đem được công lý cho người dân, môi trường được sạch và những người bị tù đầy được trở về với gia đình của họ. Trong cái buổi mà chúng tôi làm một cái vận động quốc hội đó là 24 những nhà tranh đấu cho cái vấn đề môi trường của vụ miền Trung này, chúng tôi có hình của họ và chúng tôi gọi tên từng người và đòi hỏi phải có cái sự thả cho họ về với gia đình của họ. Thành thử trong cái cuộc đấu tranh này chúng ta thấy là có ba cái mục tiêu rất rõ ràng, không chỉ là cái vấn đề bồi thường để cho người nạn nhân có phương tiện để trở về với cuộc sống của họ, mà vấn đề cả môi trường nữa. Cái môi trường thì nó ảnh hưởng rất là lâu và bây giờ chúng tôi tin chắc rằng công ty Formosa vẫn đang tiếp tục xả thải, bởi vì chính cái nhà máy Point Comfort mà chúng ta sắp đến để biểu tình trước đó, thưa quý vị, khi mà ông tòa ở dưới La Baca, cái tòa án liên bang ở đó cho một cái án là phải đền 50 triệu cho cư dân miền Nam, ông có một cái điều khoản là zero discharge, tức là Formosa không được thả dù một viên nhựa nhỏ đó, mà nếu mà thải đó thì sẽ bị phạt. Năm đầu là 15.000, năm sau là 20.000, mà năm sau đó cái là 35.000, và thưa quý vị, năm tới đó là sẽ là 65.000. Nhưng mà thưa quý vị, từ hôm đó đến giờ, cách đây khoảng hơn 3 năm, quý vị có biết là họ xả thải với cái sự giám sát gần gũi và đầy những cái phương tiện như vậy, mà họ tìm ra rằng cái công ty Formosa này đã thải 502 lần và có số tiền phạt đã lên tới 12.750.000. Thì quý vị sẽ thấy cả những cái thông tin đó nó nằm ở trên cái website của For Empire đó, quý vị lên để thấy chúng tôi có cả cái danh sách họ coi như đã vi phạm người nào, phải đền bao nhiêu và tổng số là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà mình phải dám chắc rằng công ty Formosa ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục xả thải. Thành thử cái yêu cầu của chúng ta đòi hỏi là phải có một cuộc khảo sát mà gọi là independent, tức là không có phải là của người của chính phủ Việt Nam, cũng không phải của Formosa, mà nó độc lập bởi những người mà chuyên ngành là không có thích sai ai hết đến đó để khảo sát xem cái nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh có còn đang thải hay không. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta đòi hỏi. Và thưa quý vị, thì cái mong ước trở lại nói gọi lại là công lý cho người dân, công lý cho môi trường và công lý cho những người đang nằm trong tù. Thưa quý vị, có một nhóm người khác nữa mà chúng ta muốn ép ở đây, có khoảng hơn 100 người vẫn còn đang trốn chạy, họ sống để chui chứa nữ để, bởi vì nhà nước Việt Nam vẫn đang tìm bắt họ để tìm bắt họ. Mà chúng ta nếu mà cái vụ này được xong thì hy vọng họ cũng được trở về nhà, trở lại với đời sống bình thường, họ không phải
nằm chui dưới gầm cầu ở Thái Lan hay là ở Campuchia, hay là nhiều cái hoàn cảnh khác mà chị Lan biết được và cố gắng giúp đỡ họ. Thưa quý vị, cái này nó đau thương lắm, nó không chỉ là tiền, nhiều người nói tiền lâu quá rồi, tiền bạc, nhưng mà không phải thế. Thưa quý vị, thứ nhất là bây giờ nếu mà họ làm được thì những công ty khác hay là chính Formosa tiếp tục phá sản như vậy thì cái môi trường của chúng ta như thế nào, người ta sẽ bị bệnh hoạn như thế nào, cái giới mà trẻ của chúng ta sẽ như thế nào với cái môi trường như thế, và những người thiệt hại và những người bây giờ vẫn còn đang sống dậy vậy. Thưa quý vị, thành thì nó rất là đau thương. Chỉ rằng mong mỏi rằng những cái cuộc đấu tranh như thế này sẽ khiến cho Quốc hội, sẽ khiến cho nhà cầm quyền Đài Loan, họ cũng đã có một số những nhượng bộ rồi nhưng mà không chưa đủ, và họ sẽ phải làm kéo dài rồi, đã 7 năm rưỡi rồi. Chỉ mong rằng những cái coi như là công bằng được trở về những nạn nhân. Họ đâu có làm gì đâu, họ bị mà, người ta làm cho họ mà, và tại sao họ phải đi qua những cái khổ đau như thế này. Do đó chỉ ra một lần nữa mong mỏi cái gì bằng cách là đi trực tiếp ra chỗ Hồng Kông, bãi đỗ xe Hồng Kông để được đi, hoặc là lên website để tham dự qua internet, qua online. Thưa chị Trần Linh và quý vị xin chào và đại. Dạ vâng, còn 2 phút nữa thì từ bên mời chú Minh cũng như là chú Kết có những lời kêu gọi về cái buổi tuyệt thực lần này. Đây, tôi kêu gọi quý đồng hương, nhất là tại Houston, thì chúng ta nên bỏ giờ để tham gia cuộc tình đó, cũng như kêu gọi tất cả các bạn các nơi, nếu mà không có thể tham gia được thì vào website như cô Triều Giang đã hướng dẫn đó. Thì riêng cá nhân tôi thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ dẫn gia đình và thân nhân cũng như bạn bè ở xa để mà vào website để ký, làm sao cho số người càng đông thì cái áp lực nó càng mạnh hơn. Tôi sẽ tích cực làm đó và hy vọng rằng cái cuộc biểu tình của chúng ta sẽ được đồng hương tham gia đông đủ, ít nhất cũng có đầy 2 xe bus tới đó để mà tham gia, và chúc để cuộc tổ chức sẽ được thành công. Vâng, còn riêng tôi đó thì tôi thấy ngoài cái việc mà tham gia hưởng ứng để mà đi tới tận nơi biểu tình thì tôi nghĩ là cũng cần kêu gọi những người khác cũng tới đó để mà biểu dương lực lượng. Trước hết đó là tôi thấy những cái sự hy sinh của Hội Công Lý cho nạn nhân Phọc Vô Gia chẳng hạn, từ cô Triều Giang rồi những thành viên trong đó đã hy sinh phải nói là rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải góp một phần nào vào cái công việc rất là khó khăn đó. Ngoài ra đó, thế thì còn có những cái người ngoại quốc, họ cũng đã nghĩa là họ cũng đã thương người dân Việt Nam, mà họ đã thực sự dấn thân để mà giúp đỡ người dân Việt Nam, giúp đỡ nạn nhân. Còn chính chúng ta là người Việt Nam, chúng ta lại không có biểu lộ được cái tình đồng hương, người cùng dân tộc với mình hay sao. Cho nên là tôi nghĩ, tôi rất là mong là chúng ta, nói chung là khi mà chúng ta giúp đỡ mọi người, chúng ta thì chúng ta phải chấp nhận hy sinh thì giờ, tiền bạc, hay là nói chung là phải có một cái sự hy sinh nào đó để mà biểu lộ cái tình thương của chúng ta đối với những cái nạn nhân cùng dòng máu với chúng ta. Cho nên tôi rất là mong là ban tổ chức đã thuê 2 chiếc xe đó, thì rất là mong là đồng hương sẽ làm đầy 2 cái chiếc xe đó, ít nhất là đầy. Dạ vâng. Dạ vâng, rất là cảm ơn chú Minh cũng như là chú Kết và chị Châu Giang đã đến với chương trình ngày hôm nay với thêm những thông tin rất là chi tiết về cuộc tuyệt thực phản đối Formosa sắp tới đây vào ngày 31 tới tháng 10, và những thông tin cần biết thêm quý vị có thể gọi cho chị Châu Giang phải không ạ? Dạ vâng ạ, có thể gọi cho chị Giang bất kỳ giờ nào. Dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt với chú Kết, chú Minh cũng như là chị Triệu Giang, và xin chào tạm biệt tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Dạ vâng, xin kính chào. Thank you.